Rồi cả nhà mình thì Hoa Hồng Đen đã cứu hai bé ha bằng cái tiền quỹ của Hoa Hồng Đen. Thì đây chạy hết con rồi, ổng đang dí rồi ở đây khổ lắm, bỏ xuống mà sơ sẩy chó lạ đó, thì khi nó cắn cái mấy người này sợ á, buông tay ra cái là nó chạy đó, cũng khó đó. Con này con nè đó, uống nước đây con đó, mẹ nó chạy còn con đó. Đó. con này giống mẹ nó ghê không. Ơi, đổ đồ ăn hết rồi, thấy thương ghê không. Đây lên hình có bó cỏ nó xanh xanh đẹp ghê không nè con ơi, trời ơi thấy thương ghê không, ốm nhôm ốm nhách gì mà đi bán thịt. Ông nội ơi, thịt thà đâu có, thịt có đâu mà bán. À, đẻ nè, vú mớm lòng thòng em bán. Dạ, chú ngồi nhà con. Cơm hả? Đang dí con chó rồi kìa. Con chó nó chạy. Được để đó, đang đi bắt rồi, đem cơm vô tới đây luôn rồi. Đây rồi, lụm lại được rồi nè, trời ơi khổ quá. Ông dí nó theo, ông dí nó, đúng rồi nó sợ mà, thấy bắt nó sợ. Đúng rồi, bắt cho cái lồng to cái chung được không, cái lồng nào giờ không sợ rồi, không dám xích ra ngoài, nó sợ sợ. Đúng rồi, lấy tiền phải lấy tiền phải chạy mệt vậy đó chứ. Lấy cái con đây nó chạy lại lại rồi, nó chạy rồi hả con, lấy tiền ra mà phải chạy mệt vậy đó. À, cưng ghê không cho con kìa, ngây thơ ghê đâu biết gì đâu. Còn con của nó đang dẫn như nè đó. Đó. Đi ra cho em ăn, đi ra lại lên, xích ra. Để đổ đồ ăn tùm lum nè, đó. Thức ăn mà tụi bay ha cứ vậy đó. Đó. Bị sổng chạy nữa chứ. Con đen nó chạy. Đổ mồ hôi luôn. Ông dưới theo ông bắt nó. Bay một kiểu chặn lại cái góc cuối cuối đường, nó chạy tới đâu làm ấy, xoài bên mấy người làm rau rút này. Bay mấy ông đấy ông đuổi cho quay lại, với lại nó có cái cọng dây xích cũng dễ bắt. Trời, mấy bữa tôi chạy hả, tôi phải nhào xuống ao con nhút, tôi lội với nó để dầu rút ông đuổi cho như này. Trời, có cái bụi cỏ xanh xanh rồi ha, lên hình cho nó hấp dẫn rồi ha cả nhà. Gần lễ rồi, Noel này là bên gì á, hình như Hoa Hồng Đen cũng không biết rõ gì cả nhà. Nghe nói là Noel này bên đạo chúa ăn thịt chó dữ lắm, mình cũng không biết nha. Mà có, nếu mà có nói sai thì cho Hoa Hồng Đen xin lỗi nha, tại mình nghe thôi, tại mình đạo Phật, mình không có biết bên kia là đúng hay sai, mình chỉ nghe là nhân gian người ta nói thôi. Thì Hoa Hồng Đen chỉ biết là sắp sửa Noel rồi, thì các bé sẽ lễ lộc rồi nè, các bé sẽ bị ăn thịt nhiều lắm, nên là Hoa Hồng Đen cũng cố gắng hết khả năng mình có thể để bảo vệ những bé mà có duyên với Hoa Hồng Đen ha cả nhà. Chứ nói chung mình nói thì mình không dám nói, mình chỉ biết là cố gắng thôi, tại vì mình biết được là lễ lộc rồi này kia đó, thì làm các bé rất là nhiều, nên là mình cố gắng trong khả năng của mình đó, để che chở cho những bé mà có duyên với mình thôi. Rồi cả nhà, thì bây giờ là hai con mẹ với hai con đã được về mái ấm của Hồng Đen rồi đó, thì Hồng Đen cũng cố gắng chăm sóc cho các bé để không phụ lòng của tất cả khán giả gần xa trong và ngoài nước.
cũng như là các anh chị yêu thương chó mèo luôn theo dõi và ủng hộ kênh của ông Đen. Đây. Đây. Đó, ông Đen xin kết thúc video ha. Để mình ăn cơm trưa. Thì ông Đen cảm ơn tất cả các anh chị ha. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe. Đây cả nhà, mua mấy bé mèo nè. $500,000. Đây nè. Đây là mua mẫu. Đổ qua hả? Úp qua hả? Cắn á. Đường đưa nghe miệng nó chẳng. Kêu này mà. Đây đâu nè. Xuống. Xuống. Xuống hả? Xuống mẹ mày gặp. Xuống đây là con của nó mà. Nè cắn đi. Phải đâu rồi. Đây ơi, tôi bắt lại cho. Cắn á, cái này nó ỏi lắm. Cắn nó nha, nó cắn à. Thấy không? Nó quào á. Cười đúng rồi. Rồi nó không chịu xuống. À, mẹ đâu rồi cái. Tưởng đâu làm gì á. Này tôi à. Ấy. Hả, nghe nó còn cái đuôi nó còn cắn á. Nó tán bế nó luôn. Tán nghe cạch. Rồi, đóng lại. Rồi, chảo 500 anh. Trong bóp kìa, chảo 500. Ôi, cả nhà. Ai, 5 xị.